Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV. Và sau đây, Vy Anh và Lê Thái xin trở lại phần tin thế giới với những tin đáng chú ý sau đây. Nhân vật thân cận lãnh tụ đối lập Nga bị quản chế 18 tháng. Cảnh sát Ukraine điều tra cái chết bí ẩn của nhà hoạt động dân chủ Belarus. Hoa Kỳ trao trả Iraq 17.000 cổ vật bị trộm cắp trong cuộc chiến tranh. Và sau đây là bản tin chi tiết. Xin mời Phi Anh. Xin cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, chủ tọa một phiên tòa diễn ra tại Nga vào hôm nay ra lệnh quản chế bà Lovbot Sabo, nhân vật thân cận lãnh tụ đối lập của Alexei Navalny, 18 tháng chỉ vì bà lên tiếng kêu gọi người Nga tham gia vào cuộc biểu tình trên đường phố hồi tháng Giêng để ủng hộ ông. Bà Sabo, 33 tuổi, được lệnh phải ở nhà từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau trong vòng 1 năm rưỡi và phải trình diện cảnh sát mỗi tháng 3 lần. Các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối phán quyết trên, cũng như là việc giới chức thẩm quyền Nga đe dọa trừng phạt anh ruột của ông Navalny vì tham dự vào cuộc biểu tình ủng hộ Navalny được tổ chức vào đầu năm nay. Ông Navalny, 44 tuổi, người nổi tiếng chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin, đang thụ án 2 năm rưỡi tù giam vì cáo buộc vi phạm lệnh ân xá liên quan đến bản án tham nhũng năm 2014. Navalny bị bắt hồi tháng Giêng khi từ Đức trở về Nga, sau 5 tháng được điều trị và hồi phục sức khỏe vì chứng ngộ độc hóa chất mà ông cho là đã bị Điện Cung Linh mưu sát. Tổng thống Putin, 68 tuổi, đã nắm quyền cai trị nước Nga hơn 2 thập niên và năm rồi tìm cách thay đổi hiến pháp để có thể tại vị đến năm 2036. Cảnh sát ở Ukraine ngày hôm nay cho hay đã mở một cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhà vận động dân chủ Belarus tại một công viên ở thủ đô Kiev của Ukraine. Nạn nhân là ông Vitaly Sisov, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ đã yểm trợ đồng bào của ông trốn thoát khỏi sự đàn áp ở Belarus. Hôm qua, ông Sisov đã được cho là mất tích ở Kiev và hôm nay đã được tìm thấy chết với tư thế treo cổ tại một công viên ở Kiev, cách nhà của ông đang cư ngụ một khoảng không xa. Cảnh sát nghi đây là một vụ giết người và ngụy trang như vụ treo cổ tự tử. Nhà hoạt động dân chủ Belarus chạy bộ ở Kiev để tập thể dục vào buổi sáng sớm ngày hôm qua, nhưng không quay về nhà sau đó và không ai liên lạc được với ông qua điện thoại di động. Bạn bè của ông Sisov cho biết là gần đây ông bị nhiều người lạ mặt theo dõi khi đang chạy bộ. Nhà cầm quyền Belarus dưới thể chế của Alexander Lukashenko đã đàn áp người bất đồng chính kiến dưới nhiều hình thức kể từ khi cuộc bùng nổ các cuộc biểu tình phản đối bầu cử gian lận hồi năm ngoái. Nhiều người Belarus đã chạy sang các quốc gia láng giềng như là Ukraine, Ba Lan và Lithuania để tị nạn. Cái chết của ông Sisov xảy ra sau vụ luật sĩ Belarus Kristina Sinamoskaya phải rời khỏi cuộc tranh tài Thế vận hội Tokyo để xin tị nạn và hôm qua đã được chính phủ của Ba Lan cấp thị thực nhân đạo. Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 17.000 cổ vật bị trộm và vận chuyển khỏi Iraq bất hợp pháp sau khi quân đội can thiệp quân sự nước này vào năm 2003. Trong đó có một phiến đất sét Kilshamesh 3.500 tuổi đầy giá trị. Giới chức thẩm quyền Iraq hôm nay cho biết Hoa Kỳ sẽ trao trả lại một số cổ vật đã biến mất sau cái chết của nhà lãnh đạo Saddam Hussein bị lật đổ vào năm 2003. Nhiều cổ vật khác đã bị phiến quân nhà nước Hồi giáo phá hủy hoặc là vận chuyển đi đến nơi khác trong thời gian tổ chức này kiểm soát 1/3 lãnh thổ Iraq từ năm 2014 đến năm 2017 trước khi bị quân đội Iraq và lực lượng đồng minh đánh bại. Bộ Ngoại giao và Văn hóa Iraq cho biết giới chức thẩm quyền của Hoa Kỳ đang nỗ lực thu hồi để
trao trả lại các hiện vật theo hiệp ước ký kết tại Baghdad, nổi trong tháng tới cho Tòa đại sứ Iraq tại Washington. Các cổ vật Gilgamesh 3.500 năm tuổi của người Sumer được coi là một trong những cổ vật xuất hiện đầu tiên trên thế giới đã bị trộm cướp, hủy hoại vì cuộc chiến tranh bùng nổ từ năm 2003, hiện vẫn còn hàng ngàn cổ vật bị mất tích. Hồ Pupo của Bolivia tọa lạc ở độ cao 12.000 feet so với mặt nước biển tại vùng Lapalapani khô hạn. Dòng nước bị chuyển hướng vào hạn hán El Nino nhiều năm qua đã làm hồ biến mất hoàn toàn hồi tháng 12 năm ngoái. Sự biến đổi khí hậu đã làm nhiệt độ của hồ nóng lên dần từ thập niên 1980 và làm tuyệt chủng các loài cá sinh sống tại đây. Nguy cơ biến mất của hồ Pupo đe dọa cuộc sống của thổ dân Urumurato, sắc tộc lâu đời nhất khu vực và sống sót qua các cuộc chinh chiến của người Inca và người Tây Ban Nha. Một số thổ dân cư ngụ tại đây nói rằng hồ cung cấp nước sinh hoạt cả loài tảo Hirahura được sử dụng để làm giảm ho và loài chim hồng hạc sống bên hồ cung cấp mỡ làm giảm bệnh thấp khớp. Hiện có chừng 600 người Urumurato vẫn còn cư ngụ tại Lapalapani và hai ngôi làng gần đó. Từ năm 2014, mọi người đã bỏ đi để làm việc tại các mỏ chì hoặc là các cánh đồng muối cách đó 200 dặm, trong khi người ở lại thì trồng hạt quinoa. Và tuy nhiên, nhiệt độ tiếp tục gia tăng và nay thì hồ Pupo dần dần biến mất vì sự biến đổi khí hậu của con người là tác nhân. Một nhân viên điều dưỡng nam Hàn làm việc tại các trung tâm thử nghiệm COVID-19 giữa sức nóng mùa hè giờ đây có thể mất một phút để cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ nặng nề và hạ nhiệt trên những chiếc xe buýt của chính phủ cung cấp có máy lạnh, nước uống và thức ăn nhẹ. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nam Hàn KDCA ghi nhận 1.200 ca nhiễm COVID-19 tại nước này vào ngày hôm nay, nâng tổng số lên 200.000 với 2.100 người chết. 22 chiếc xe buýt thường được cảnh sát và nhân viên cứu hỏa nam Hàn sử dụng làm chỗ nghỉ ngơi để được đưa đến các trung tâm thử nghiệm tạm thời, cải thiện điều kiện sống của các nhân viên y tế. Sở Cứu hỏa Quốc gia cho biết một số xe buýt có bồn tắm và giường tầm cùng giường tầng thú quý vị cùng với mì gói và kim chi. Cơ quan này đang xem xét việc cung cấp 82 xe buýt tiện nghi như kể trên theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Và cũng trong phần tin thế giới, kính thưa quý vị, lực lượng cứu hỏa ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm kia đã chiến đấu để kiểm soát đám cháy rừng, hoành hành các thị trấn nghỉ mát ở Manavgat và Marmaris. Một số du khách đã được di tản khỏi Bodrum, tọa lạc tại bờ biển Aegean. Bodrum là thị trấn nghỉ mát nổi tiếng bùng phát nhiều đám cháy, buộc một nhóm du khách và nhân viên khách sạn phải di tản bằng thuyền vì ngọn lửa lan rộng và bốc khói mù mịt bầu trời. Các đám cháy bùng phát hồi tuần qua khắp khu vực miền Nam và miền Tây của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm 6 người chết và buộc hàng ngàn người di tản với sự giúp đỡ của các đội cứu hỏa Nga, Ukraine, Iran và Azerbaijan. Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp, đảo Sicily, thị trấn Catania của Ý cũng đang cố gắng dập tắt các đám cháy rừng đang bùng phát cuối tuần vừa qua. Tại Jerusalem, Chasonim hôm nay cũng đã xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi gần 25.000 mẫu anh rừng. Cư dân và hàng ngàn nữ sinh tham dự trại hè ở rừng Soret đã được di tản. Xa lộ nối Jerusalem và Tel Aviv bị chặn từ cả hai hướng trong vài tiếng đồng hồ. Và thưa quý vị, trên mạng TikTok gần đây đã xuất hiện một đoạn video quảng bá hình ảnh khối mật ong vàng rắn được ép từ các chai và tạo ra tiếng lách cách khi cắn vào miệng, mang lại cảm giác như là một số người. Cách sử dụng mật ong đông lạnh kiểu như là trên xuất hiện trên mạng xã hội được 600 triệu người theo dõi khắp hành tinh. Một số người còn quảng bá cách trộn với siro bắp để mật ong bớt đặc. Không rõ chính xác khuynh hướng sử dụng mật ong đông đặc như thế bắt nguồn từ đâu, nhưng đã có nhiều người đăng nhận trên TikTok cho biết họ cảm thấy buồn nôn và bị tiêu chảy vì dùng mật ong đông đặc. Theo các chuyên viên y tế thì mỗi người chỉ nên tiêu thụ một lượng nhỏ mật ong mỗi ngày và việc ăn quá nhiều có thể làm lượng đường trong cơ thể tăng cao. Christine Kirkpatrick, nhân viên dinh dưỡng của Cleveland Clinic, cũng đã lên tiếng cảnh cáo người trẻ thích nhai cắn mật ong đông lạnh có thể là bị tiêu chảy, đau bụng, đầy hơi, chưa kể là có nhiều tác dụng phụ. Kirkpatrick cũng nói rằng 1/3 dân số thế giới không dung nạp đủ đường fructose trong tế bào ruột dẫn tới bệnh viêm dạ dày và đường ruột cũng như là có thể bị ngộ độc vì sử dụng mật ong thô. Còn những người mà pha chế kẹo đông lạnh bằng mật ong có nguy cơ tăng cân, rối loạn ăn uống cũng như là chức năng dinh dưỡng.
Thưa quý vị, phần vừa rồi là phần tin thế giới. Xin quý vị vẫn giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một số thông tin thương mại.